Chồng ơi, anh nói trên thế giới thật sự có tiên nhân sao? Thứ hư ảo này, làm sao có thể tồn tại được? Nếu không phải tiên nhân, vậy ai là người thu dọn hoa kèo? Anh đấy, không phải là em muốn tiêu diệt 300 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 9 của hoa kèo sao? Cho nên, anh đã đáp ứng nguyện vọng của em. Ông xã, anh lại đùa em nữa. Người ta đâu phải trẻ con. Chuyện này thật khó để tin. Nơi này cách hoa kèo rất xa. Diệp Thu làm sao có thể đi được? Và còn có thể đến hoa kèo trong vài giờ. Điều này rõ ràng là không thực tế. Cho nên, cô tưởng chỉ là Diệp Thu muốn làm cho mình vui vẻ. Lúc này, vang lên tiếng gõ cửa. Ông là giám đốc khoa nghiên cứu khoa học tung quả, Dư Quang Trung. Gần đây chúng tôi đã bắt giữ một hacker, tên Sun. Theo lời anh ta nói, anh là nhà phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 9. Hắn cũng thừa nhận bản vẽ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 9 là đánh cắp nội dung từ máy tính của anh. Đây là chuyện không nhỏ, liên quan đến vấn đề an nguy ở cấp quốc gia. Cho nên tôi mới tùy tiện đến thăm Diệp Thu tiên sinh. Bản thiết kế đúng là đã bị đánh cắp trên máy tính của tôi, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Ôi tổ tiên tôi ơi, bản vẽ bị đánh cắp và gần như diệt vong. Anh nói điều đó thật dễ dàng. Bỏ đi, có thể anh ta không biết chuyện này. Vậy thì Diệp Thu tiên sinh, anh có dự định bán bản thiết kế của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 9 cho nhà nước không? Như vậy có thể tiếp tục tăng cường lực lượng phòng không của nước ta. Diệp Thu không vội đồng ý, mà là giải thích tình hình của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 9. Lúc này Dư Quang Trung mới hiểu được, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 9 cần hàng nghìn vật liệu hiếm có trên thế giới. Với sức mạnh của tung quả và cả thế giới căn bản là không thể lắp ráp thành công chiếc máy bay chiến đấu này. Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 9 do Hoa Kèo chế tạo hoàn toàn không phải là máy bay chiến đấu thật sự và có rất nhiều nhược điểm như tấn công năng lượng. Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 9 thực sự sử dụng năng lượng khởi động là một loại đá năng lượng trong vũ trụ. Một viên đá năng lượng có thể cung cấp cho toàn bộ máy bay chiến đấu khoảng 100 năm. Máy bay chiến đấu do Hoa Kèo chế tạo đã thay thế đá năng lượng bằng dầu. Không có hàng chục triệu cân dầu căn bản không thể hỗ trợ tiêu thụ năng lượng của máy bay chiến đấu trong chiến đấu thực tế. Với năng lực hiện nay của Tung Quả, không thể chế tạo được máy bay chiến đấu thực sự. Nếu lại làm hàng nhái như Hoa Kèo, nhược điểm lại quá nặng. Vậy thì chỉ có thể dùng làm hổ giấy thôi. Nếu có máy bay chiến đấu tàng hình thật thì tốt rồi. Có thì có, tôi có một cái. Không phải nói vật liệu khan hiếm sao? Làm sao có thể có một chiếc máy bay chiến đấu? Vậy, Diệp tiên sinh, anh có thể đưa tôi đi xem máy bay chiến đấu tàng hình này không? Máy bay đâu? Máy bay chiến đấu tàng hình chỉ có thể nhìn thấy bằng cặp kính đặc biệt này. Thật bí ẩn. Dư Quang Trung nửa tin nửa ngờ đeo kính vào. Chỉ thấy vị trí vốn là một khoảng trống. Đột nhiên đậu một chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn dài hàng trăm mét. Hóa ra trên thế giới này thật sự có máy bay chiến đấu có thể tàng hình. Dư Quang Trung dùng tay vuốt ve máy bay chiến đấu, nụ cười mãn nguyện. Thậm chí hơn một lần đề nghị Diệp Thu tặng cho quốc gia. Diệp Thu cười đuổi ông ta đi. Lão Dư, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thấy máy bay tàng hình thế hệ thứ 9 rồi. Mau mở cuộc họp khẩn cấp. Sau đó nhấn vào nút báo động cuộc họp khẩn cấp. Rất nhanh, một đám người liên tục đến phòng họp. Nhìn về phía người phụ trách, cuộc họp khẩn cấp này được tổ chức là để thảo luận về vấn đề máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 9. Đây là đồng chí Dư Quang Trung của khoa nghiên cứu khoa học. Nội dung cuộc họp này sẽ do anh ấy nói cho mọi người biết. Sau đó Dư Quang Trung kể lại chi tiết tất cả những gì mình nhìn thấy và nghe thấy ở nhà Diệp Thu. Nghe tin này, tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên và không thể tin được. Họ đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Người bí ẩn khiến nhiều quốc gia hoảng loạn. Có thể là Diệp Thu lái máy bay chiến đấu tàng hình đi đánh bom bộ phận phòng không Hoa Kèo. Nghĩ đến điều này, mọi người đều có cảm giác rùng mình. Từ bây giờ hãy bảo vệ Diệp Thu. Bất kỳ người nào khả nghi đều bị nghiêm cấm đến gần Diệp Thu. Đề phòng hacker mạng như bên sân lại xảy ra một lần nữa với Diệp Thu tiên sinh. Ông xã, cuộc họp báo công bố hành quyết tên phản quốc bên sân rồi. Diệp Thu cười không nói gì. Bởi vì người tổ chức họp báo lần này chính là Dư Quang Trung. Trong cuộc họp báo, ông ta kết án tử hình tên sân vì tội phản quốc. Sau đó đã tiến hành khen ngợi nhà thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ thứ 9. Nhưng ông không nói ra tên của Diệp Thu. Dù sao Diệp Thu cũng không đồng ý. Thật tuyệt vời. Em đánh anh làm cái gì vậy? Người ta vui không được sao? Hôm nay chúng ta không làm gì cả. Chơi chút đi. Chơi cái gì vậy? Ông xã, anh nói người có thể thiết kế máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 9 phải rất giỏi phải không? Em cũng biết anh ta đó. Ai, ai? Chính là anh. Anh lại trêu chọc người ta. Diệp Thu có chút bất đắc dĩ. Vốn là sự thật mà, nhưng sao cô ấy lại không tin chứ? Trên mạng, nhiều cư dân mạng cũng vì một câu nói của Dư Quang Trung thêm đam mê yêu nước. Đời này không hối hận làm người tung quả, kiếp sau vẫn muốn làm người tung quả. Mấy ngày trôi qua, Diệp Thu vẫn hưởng thụ trong cuộc sống hạnh phúc. Sau khi cho em bé bú, đang chuẩn bị làm sạch bình sữa, lúc này hệ thống đến nhắc nhở. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên.
cho bé ăn em n lần. Phần thưởng, tặng một bản thiết kế siêu tàu sân bay. Những thứ mà hệ thống thưởng gần đây, không phải là máy bay chiến đấu thì là tàu sân bay. Đây là muốn tôi chiếm lĩnh thế giới sao? Thứ này đối với Diệp Thu hiện tại mà nói, không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy cứ để chúng được đặt trong không gian hệ thống. Gần đây Tô Vũ Phi mê quay video ngắn. Vì vậy quá trình làm kim chi của Diệp Thu đã được đăng lên TikTok. Chưa đầy một phút lượt thích đã vượt quá 10.000. Tuy nhiên một số cư dân mạng đã đăng video này lên mạng. Sau khi một số người Hàn Quốc nhìn thấy, đã để lại bình luận ác ý bên dưới. Kim chi được phát minh ở nước chúng tôi. Người tung của các bạn thực sự đã ăn trộm kim chi của chúng tôi. Hàn Quốc của chúng tôi có một tủ lạnh chuyên dụng để làm kim chi. Bạn có cái nào không? Người tung của toàn là kẻ trộm, thậm chí ăn cắp văn hóa truyền thống của người khác. Chúng ta chỉ ăn cơm thôi, sao lại là đánh cắp văn hóa Hàn Quốc? Hơn nữa, kim chi rõ ràng là món ngon ở nước chúng ta mà. Không sao mà, có lẽ họ chỉ có kim chi, không còn gì để tự hào nữa. Cư dân mạng trong nước không ngần ngại đáp lại. Khi xem video này tôi chỉ chú ý đến bốn em bé. Ai quan tâm đến kim chi chứ? Kim chi cũng là văn hóa sao? Sự chú ý của người Hàn Quốc thực sự là một chuỗi kỳ lạ. Kim chi rõ ràng là của Hoa Quốc, sao lại là văn hóa Hàn Quốc? Chồng ơi, hôm qua em phát hiện tầng hầm có một cánh cửa rất lớn. Bên trong là gì vậy? GZ Shop, xem xong nhấn like mới là xinh gái đẹp trai.